ngương nhân quả, cắt cổ gà vịt, quả báo ung thư lưỡi phải mổ quanh cổ, đau đớn, y như từng giết hại chúng sanh. Cô Đàm Thị Hoa, pháp danh Diệu Phước, sinh năm 1970, sống ở quận 12. Cô sinh ra trong một gia đình miền quê thuộc tỉnh Thanh Hóa. Năm 1984, cô theo cha vào Nam, sống chung với chú Thiếm. Thấy hoàn cảnh chú thím khó khăn nên cô bắt đầu xin đi làm ở hãng kem ăn để kiếm tiền phụ giúp thêm cho gia đình. Làm việc được 2 năm, cô thấy lương quá ít nên chuyển sang cắt cổ gà cho nhà hàng bán hamburger. Sau 3 năm nhà hàng phá sản, cô lại chuyển sang phụ bếp tại các nơi khác. Công việc vẫn là cắt cổ gà. Ngày tháng trôi qua, cô vẫn sống bình yên như vậy, cho đến khi cô lập gia đình và sinh em bé. Chồng cô làm việc ở xa, thỉnh thoảng mới về nhà, một mình cô vừa đi làm vừa nuôi con nhỏ. Nhưng vì em bé quá ốm yếu, bệnh tật liên miên và cô cũng phát bệnh liên tục nên cô đành phải bỏ việc phụ bếp. Cô ở nhà nhận vài đứa trẻ chăm sóc để có tiền chi phí hàng ngày vừa tiện lo cho con. Năm 2007, lưỡi cô bắt đầu lỡ bên phải. Cô đã đi khắp các bệnh viện như tai, mũi họng, da liễu, thống nhất, hoàn hảo, hoàn mỹ. Nhưng các bác sĩ đều bảo lưỡi cô bị viêm nóng và mọc nấm, chỉ cho uống thuốc, chỉ cho thuốc uống, cô uống suốt mấy tháng vẫn không hết bệnh. Năm 2008, lưỡi cô bị thủng một lỗ lớn bằng đầu ngón tay, cô thường khóc vì rất đau nhức ăn cơm không được chỉ ăn cháo và ngày nào cũng phải ghé bác sĩ gần nhà để xin chích thuốc giảm đau. Cô hoàn toàn không biết bệnh này là do nghiệp sát sanh trước đây chiêu cảm. Sau đó cô đến bệnh viện gia liễu tái khám, bác sĩ bảo chữa không khỏi nên chuyển sang bệnh viện ung bú. Sang bệnh viện này, cô bị cắt một ít ở lưỡi để sinh khiết. Sau một tuần có kết quả, bác sĩ không giấu mà báo thẳng cho biết cô đã bị ung thư lưỡi nên phải nhập viện mổ gấp. Vừa nghe xong, cô bủng rủng tay chân giống như người mắc hồn. Cô đi lang thang mãi, về đến nhà cô chỉ biết khóc và thở than với người thân. Đến tháng 3 năm 2009, cô bị mổ nguyên đường vòng ngang cổ, giống như cô từng cắt cổ gà lưỡi cũng bị cắt một nửa hành cô đau đớn hoàng hoại lại không nói được không ăn được thức ăn loãng xoay nhuyễn lỏng Bà phải đưa ống dẫn vào đường mũi đau đớn vô cùng cô lâm vào tình cảnh đúng như trong kinh nói sống không được mà chết cũng không xong mổ hơn được một tuần thì bác sĩ điều trị yêu cầu cô phải nhổ năm cái răng cắm mới tiến hành xạ trị ung thư cơn đau này chưa dứt thì cơn đau khác lại đến sức khỏe suy yếu cô phải chịu nỗi đau không thể nào diễn tả được miệng lúc nào cũng đầy máu, đêm không ngủ được. Bệnh tật ập đến khiến cô tuyệt vọng, không còn tha thiết sống, nhưng phải cố vì đứa con nhỏ. Sau khi nhổ răng xong được 2 tuần thì cô đi xạ trị. Xạ đến ti thứ 15 thì mặt cô đen thui giống như da con gà ác, miệng và cổ cứng ngắc không ăn không nói được, cô quyết định bỏ cuộc. Lúc cô lâm vào tình cảnh đau đớn thể xác, cần người động viên an ủi thì chồng cô lặng lẽ chạy theo bóng hồng khác lần này chồng chất lên cô nở đau tinh thần, cô chỉ biết ôm con mà khóc. Ba tháng sau cô ăn cháo liên tục, có uống chút sữa nào thì cũng ói ra, cô nằm thêm thiếp một chỗ. Cô phải dùng thuốc ngủ nhiều lần, vẫn không thể ngủ được, thức trắng suốt ngày đêm, cô bị suy nhược thần kinh. Cũng may, cô còn có một chút duyên lành, bà Phật tử gần nhà biết chuyện của cô, bà đến động viên kích lệ cô ăn chay niệm Phật. Ban đầu cô không nghe, bà vẫn kiên nhẫn khuyên bảo, mang các loại đĩa giảng về Phật Pháp, niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư tặng cho cô và muốn dẫn cô đi chùa, cô vẫn không chịu đi. Một hôm, ở chùa gần bên nhà có mở khóa tu một ngày, bà dìu cô đi. Cô giàu nghe quý thầy giảng kinh niệm Phật cũng không hiểu nhiều. Cứ nhiều lần đi như vậy, dần dần cô được bà hướng dẫn quy y tam bảo. Nhờ đó cô mới biết rõ quả báo, mình mắc bệnh là do sát sinh vì các cổ gà quá nhiều khiến cô sợ hãi vô cùng bà tiếp tục hướng dẫn cô thỉnh phật về nhà hàng ngày tụng kinh niệm phật lại sám hối từ đó ngày nào cô cũng đến trước bồ tát quán thế âm chí hành sám hối phát nguyện ăn chay niệm phật không dám sát sinh tầm cô bắt đầu chuyển biến tốt không còn nghĩ đến chuyện tự tử mà biết chấp nhận trả nghiệp đi phóng sinh chung với các phật tử ở chùa hoàng pháp khuyên người ta phóng sinh ban đầu cô ăn chay kỳ dần dần về sau cô ăn chay trường từ khi cô phát tâm sám hối, ăn chay tụng kinh niệm Phật thì sức khỏe cô ngày càng tiến triển tốt. Cô tăng lên được mười mấy ký và bệnh cô từ từ thuyên giảm. Cô không còn nghĩ đến bệnh tật và người chồng bội bạc. Cô dạy cho con không được sát sinh, ngay cả con kiến cũng thương nó, bởi vì trải nghiệm từ bản thân mình mà cô sợ hãi. Đến tháng 9 năm 2011, cô khi đi xét nghiệm máu ở bệnh viện thì bác sĩ báo sức khỏe cô hoàn toàn bình phục và không còn một chút tế bào ung thư. Cô cảm động bừng rỡ khóc nức nở, nhờ cô chí thành sám hối mà được cảm ứng đến Bồ Tát Quán Thế Âm, thật đúng như trong kinh dạy, tội từ tâm khởi đem tâm sám, tâm được tịnh rồi tội liền tiêu, tội tiêu tâm tịnh thảy điều không, thế mới thật là chân sám hối. Phật pháp đã cứu độ cuộc đời cô như thế, Phật pháp thật sự không thể nghĩ bàn hiện nay cô trở thành một Phật tử tin theo Phật Pháp tuyệt đối. Con người sinh ra ở cõi đời này, ai cũng phải làm việc để mà tồn tại. Nhưng phần đông, hàng phàm phu chúng ta đều tạo nghiệp ác. Có người vì chén cơm manh áo mà tạo nghiệp nói dối. Có người vì cơm áo gạo tiền bức bách mà tạo nghiệp sát sinh. Khi nhân duyên chính mùi thì quả báo đến chúng ta phải nhận lãnh. Vì thế trong Kinh Đức Phật thường nói, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Câu chuyện của Phật tử Diệu Phước trả quả báo ngay đời hiện tại là do cô tạo nghiệp sát sinh. Câu chuyện giết Phật mang rợ, phải đền mạng, chân tay gãy làm ba đau đớn khùng xiết. Phật môn có câu, thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhưng quả không sai mảy may. Hôm nay tôi kể chuyện mình gặp ác báo để cảnh tỉnh đến thế nhân, chứ nên sát sinh tạo ác. Tôi là người tỉnh Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý công ty thông cương có thể nói tôi là người ương ngạnh cứng đầu đối với động vật không có chút lòng lân mẫn xót thương vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân vật sinh ra là để cho người ăn tôi còn cho rằng đó là khẩu phúc phúc hưởng thụ của cái miệng là lọc ăn trời cho mình hưởng vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh tỉnh bờ khai đao đại sát giết mổ động vật tôi thường cùng các bạn đồng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt ra vào tủ quán nhà hàng thưởng thức thịt cá và đủ các món hải sản sau khi ăn uống xong còn rủ nhau tới làng nướng ăn thêm các món khoái khẩu mùa thu năm 2000 đám bạn gọi điện kể đang hợp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê tôi vừa nghe vậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền Tế ra tụi nó để sẵn con dê mẹ chờ tôi đến giết tôi chẳng nói chi cầm ngay con dao sáng loáng tàn nhẫn lụi vào con dê chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn thống khổ sau đó thì hứng máu lột da trước đó tôi đã từng giết gà mổ dịch sát hại hơn mười mấy con chó và một con mèo khi đó tôi chẳng biết gì về phật pháp không hiểu sát sinh là tội nặng nhưng chẳng thể vì không hiểu biết mà không bị quả báo giết dê xong thì bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào ngày 31 tháng 10 năm 2001, công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh. Tôi còn nhớ hôm đó vào khoảng 13 giờ 10 phút. Tôi kèo lên thang cao làm việc, vô ý sẽ chân té xuống đất. Nghe đau đớn tối tăm mặt mày, rồi không hay biết gì nữa. Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình nơi y viện thông cương. Trong lúc hồn mê, tôi thấy có một vị thiên thần, chẳng biết là tên là gì. Chỉ nghe ông nói, mì là kẻ không có chút lòng từ bi do sát sinh nên phải gặp quả báo này nói xong thì ông biến mất khi thuốc mê tan tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống nên tay và chân trái bị gãy làm ba phải nẹp trụ thép nằm bệnh viện được hơn 3 tháng thì tôi chống nạn xuất viện nhưng chưa được bao lâu thì ruột xảy ra vấn đề ăn gì cũng bị ói ra đến y viện chẩn khám mới biết ruột bị nghẽn đành phải phẫu thuật trong lúc hôn mê tôi lại thấy vị thiên thần nọ ông nói ác nghiệp của mi quá sâu cần phải đền khả kết quả là tôi bị mổ xẻ hôm sau xuất viện gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí sách báo phật giáo ngày đây tôi xin giải thích rõ là tôi cũng từng quy y tam bảo cũng có ăn chay hai tháng nhưng tôi dịnh không nổi cơn thèm nên bắt đầu ăn mặn lại hơn nữa tôi cũng còn hoài nghi về thuyết nhân quả luân hồi cho là không hề có thật Tôi cũng dèm pha, nhạo bán những người học Phật. Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này, đúng là mình làm mình chịu, còn có thể cách ai? Tôi đọc xong mới sách Phật giáo rồi mới hiểu rõ, nhân quả là chân lý, không thể đã phá, cho dù trải qua hàng trăm ngàn kiếp. Nghiệp tạo chẳng mất đi, nhưng chuyên hội đủ quả báo đến là thọ. Lúc viết bài kể lại kinh nghiệm mình đích thân trải qua này. Tôi quả có do dự, vì tôi chưa từng kể với ai cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình do ác nghiệp mà tôi tự chiêu họa. Nhưng giờ đây sau khi hiểu minh bạch rồi, tôi quyết định là phải viết kể ra hết, hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi, dừng tay không sát sinh tạo tội nữa, đồng thời cũng cảm tạ Phật Pháp đã giúp tôi thức tỉnh và tăng thêm tính tâm. Thanh Liên Thanh Trình chấp nhiều đời khi Hòa Thượng Diệu Pháp dẫn tôi đến một đại đạo tràng đỏ, thì sư bà trụ trì ni tự này kể cho Hòa Thượng nghe, nơi đây có hai sa di ni, khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo trang nghiêm. Trước khi xuất gia, họ đều đã tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ. Sau khi họ phát tâm xuất gia rồi, thì tụng niệm bái sám, kinh điển thuộc mau. Các oai di mỗi mỗi đều ổn. Lẽ ra, hai cô này có thể nổi bật xuất sắc trong chúng nhưng ngạc nổi họ mắc phải chứng bệnh đồng tính luyến ái mà trụ trì khuyên mãi không được xin gọi họ là ni x và ni y mới đầu hai cô này chẳng ai lìa ai ngủ thì nằm sát đơn nhau đứng đâu cũng đứng cùng lên điện tụng kinh sớm tối thì một trước một sau vào thiền đường thì cũng ngồi kề bên nhau, thậm chí ngay cả đi rửa tay, hai người cũng chẳng phân ly. Mới đầu, đại chúng chẳng để ý, nhưng lâu dần, trong chúng bắt đầu lưu tâm phê bình, bởi vì khi trụ trì phái một trong hai người đi làm việc, thì người kia nhất định phải đi theo, nếu không cho thì làm ầm lên. Lần đó, thấy vấn đề tuy không nghiêm trọng, nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng đi chúng. Mặc dù cả chúng ngoài miệng không nói gì, nhưng thường để mắt đến họ, cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy. Sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô. Sau khi góp ý phê bình xong, thì Ni X bắt đầu lánh xa Ni Y. Nào dè, lại phát sinh việc không hay. Ni Y không chịu nổi cảnh Ni X lánh xa mình nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Mặc dù họ không dám lớn tiếng làm ồn, nhưng cả hai thường gây nhau đến đỏ mặt, tía tai. Có tranh cãi cho lắm, thì y vẫn không chịu để cho ý xa mình nửa bước, cứ theo kè kè, giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay. Có thể nói rằng, vừa gặp mặt đã thấy thương liền, từ lúc quen biết đến giờ, họ chưa hề xa nhau. Vào đại học, cũng chung trường. Ở ký túc xá sinh viên, dù người giường trên kẻ giường dưới, nhưng hai người vẫn thường ngủ chung. Chỉ cần ít ở ngoài tầm nhìn của y, là trong lòng y rất bất an. Ni y, thưa với trụ trì rằng, Con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường, nhưng vô phương khống chế nội tâm của mình. Do vậy, mà sư trụ trì hy vọng hòa thượng diệu pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này hòa thượng trầm ngâm một lúc rồi kể cách đây ba đời bọn họ từng là mẹ con mẫu từ tử hiếu kiếp thứ hai thì họ tái sinh làm phu thê quan hệ càng kháng kích như keo sơn quấn quít không rời suốt cả một đời do tâm dâm ái sâu nặng nên kiếp vừa rồi họ sinh làm đôi chim yến sớm tối chẳng lìa nhau đôi chim yến này làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính pháp nên đời nay có thể cùng chuyển sinh làm người cùng ban thân nữ có trí thông minh nhớ dai lại được đồng xuất gia tu đạo nếu tu hành tốt đời này họ có thể liễu sinh thoát tử nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến nay chẳng thể buông bỏ thì kiếp sau nhất định họ sẽ đọa địa ngục có muốn tiếp xúc với phật pháp cũng khó được. Kể xong, Hòa Thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu, đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia. Khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi, lập tức phát nguyện buông bỏ hết. Họ cùng lên đại điện xin sám hối, phát thệ sẽ tu hành tốt. Con đường làm giàu Người ta, ai cũng ưa phát tài. Có người biết nắm lấy cơ hội nên tâm muốn sự thành. Có người tùy khả năng mà vươn lên theo thời, nỗ lực phấn đấu, dốc hết cả đời cuối cùng cũng thành tựu. Có người dù tích lũy lắm tiền của, tuy được tài phú nhưng không bền lâu, vì sai lầm một chút mà ôm hận thiên thu. Hơn 10 năm nay tôi theo hầu hòa thượng Diệu Pháp chứng kiến nhiều người đến thỉnh giáo ngài vấn đề này. Vì vậy, tôi tuyển chọn hai câu chuyện có thực, tiêu biểu, chia sẻ cho độc giả nghe. Như đã thuộc, trong quyển Báo ứng hiện đời tập 1, nơi mục Pháp ngữ của Hòa Thượng, có cư sĩ hỏi, làm sao để tụ nhiều tiền tài, nhằm giúp kiến thiết đạo tràng? Hòa Thượng đã dạy, tiền tài như củi, tụ nhiều vô ích, chỉ cần cho một mồi lửa là chiêu hòa đốt thân. Củi dễ tìm, cần thì lượm nhặt, nhưng không nên tham, vì tiềm ẩn họa ở trong. Thật ra, câu chuyện này còn nửa phần sau chưa kể hết. Vì sao cư sĩ này thỉnh giáo, muốn tụ nhiều tiền tài để xây cất chùa? Bởi ông là một người giàu có, sự nghiệp cực kỳ thành công. Mời quý vị xem câu chuyện dưới đây. nửa cái bánh gia đình ông trình có ba người sau khi quy y phật rồi thì giữ dưới rất nghiêm nhà ông giàu có ngàn vạn lại một bề trì giới chu toàn khiến cho mọi người rất kính phục xem ra phú quý học đạo cũng không khó mấu chốt nằm ở chỗ bạn có huệ căn và cùng phật có chuyên hay chăng thôi con trai của ông là trịnh vĩ vừa mới lên cao trung Ngày nọ, tan học, chàng ra về cùng các bạn. Trong nhóm có bạn X đang đói bụng, nên đã mua một cái bánh nướng. Vừa mới cắn một miếng, thì X nhổ ra ngay, rồi vứt miếng bánh ra xa. Trình Vĩ hỏi, Sao lại ném bánh đi? X nói, Ừ, dở quá, ăn không ngon. Chàng trả lời, thì X đi đến gần cái bánh vừa ném đó. Thuần chân, anh đá nó văng ra xa thêm mấy mét nữa. Trình Vĩ vội chạy đến đường cái bánh lên đưa cho bạn. Ôn Tồn nói: "Đừng có vứt bỏ bánh như vậy, rất uổng. Bạn hãy ăn đi nha. Lãng phí lương thực là có tội nhiều lắm đó." Ít cười khẩy, bảo: <cười> "Bánh này tôi mua, không thích á thì dục đi, có tội gì? Nếu anh sợ lãng phí á thì tự ăn đi." Trình Vĩ nói: "Vậy tôi ăn thay anh nha." Nói xong, liền ăn cái bánh đó. Khi mẹ Trình vĩ mách hòa thượng chuyện này, bác bà đỏ lên. Bà nói, mình đã khóc khi nghe con trai thuộc lại cảnh trạng đó. Hòa thượng nghe xong, nhìn thật lâu và mặt cậu con đang ngồi im lặng bên mẹ, mỉm cười khen. Con trai ngoan, học tập giỏi, tiền đồ sáng lạng vô cùng nghe. Ba trình Vĩ nói. Trình dĩ ngày nhỏ rất ưa tỉnh tọa, có lúc nó chơi đùa trong nhà, khi tìm thì chẳng thấy đâu, do chẳng nghe tiếng mở cổng lớn, nên con và mẹ nó rất thắc mắc, cùng đi tìm thì bỗng nghe tiếng động trong tủ quần áo, chúng con mở tủ ra, nhìn vào á thì thấy thằng bé đang ngồi xếp bằng trang nghiêm trong đó, mắt thì nhắm, miệng chẳng nói lời nào, nhưng giống như là đang niệm cái gì đó, con liền kéo cháu ra để hỏi ngồi trong đây làm cái gì? Nó đáp, con không biết. Thưa sư phụ, ngài nói xem, thằng bé này có duyên với Phật phải không? Nó luôn nói tương lai mình không kết hôn, chẳng thèm chút buồn phiền làm gì. Hòa thượng bảo, Đúng đó, các người ráng nuôi dạy nó cho tốt. Để nó làm thiện tri thức cho Phật giáo, tương lai sẽ cống hiến rất lớn cho đạo. Bà Trình Vĩ nói, Con có một việc nghĩ hoài mà không hiểu, ôm thắc mắc mãi suốt bao nhiêu năm nay, xin thỉnh giáo sư phụ, con vốn chỉ có tấm bằng cao trung, sau đó gặp cơ hội, chỉ tính làm ăn nhỏ thôi. Ngờ đâu việc hết sức phát đạt, thuận lợi vô cùng, mãi cho tới bây giờ, sự nghiệp quá thành công, có lúc khiến cho bản thân con cũng có lấy làm lạ, vì có nhiều người bằng cấp rất là cao, lại cực kỳ thông minh, thậm chí ra làm việc sớm hơn con nhưng trước sau không phát hoặc có hơn thịnh được mấy năm á, thì lại bị suy sụp còn con á, thì không những phát đạt thuận lợi mà còn may mắn được gặp phật pháp biết niệm phật nè tụng kinh nè in ấn kinh tạo phật tượng <laughs> công việc làm ăn ngày càng tốt đây không thể nói là không có phúc báo sư phụ có thể giảng cho con hiểu con đã trồng nhân tốt gì trong quá khứ mà được kết quả như ngày hôm nay vậy Sư phụ nói, Vấn đề này phải do chính mình tự tham thiền, công phu đạt, thì sẽ hiểu minh bạch thôi. Chắc hẳn anh làm ăn, từ sáng đến tối toàn lo kiếm tiền, không có thời gian tĩnh tọa. Để cháu trình vĩ và mọi người hiểu rõ nhân quả, tôi sẽ kể cho nghe một câu chuyện. Thời Phật Thích Ca Mâu Ni trụ thế có một lần nọ có hơn hai ngàn vị đệ tử phật đang ngồi trong giảng đường chăm chú nghe ngài thuyết pháp khi đó có một vị tỳ kheo ngồi ở tận ngoài cùng gần cổng lớn trong bụng đột nhiên vang lên tiếng sôi rộn rột nhưng do các tỳ kheo quanh đó đang chú tâm nghe pháp nên không ai để ý vì tỳ kheo này bỗng nghe phía sau mình có tiếng cười liền quay đầu lại giòn thì thấy ngoài cổng có một bé trai khoảng chín tuổi đang cười hì hì mồm đang nhai gì đó tay còn cầm nửa cái bánh nhỏ tiếng hỏi sư đói hả tỳ kheo gật đầu thế là thằng bé tặng nửa cái bánh cho vị tỳ kheo, rồi xoay mình bỏ đi chơi tiếp. Hòa thượng bảo ba trình vĩ, đứa bé đó là tiền thân của anh, do biếu vị tỳ kheo nửa cái bánh đang lúc đói lòng, giúp ông ta dựng tâm nghe pháp. Công đức này hết sức lớn, đây chính là nguyên nhân khiến đời này anh giàu có sung túc trong kinh địa tạng nói đời dị lai nếu có thiện nam thiện nữ ở trong phật pháp trồng chút thiện căn bằng hạt cát mảy tơ sợi tóc thì phúc lợi được hưởng không thể ví dụ trong đời dị lai nếu có thiện nam thiện nữ gặp kinh điển đại thừa hoặc nghe một câu một bài kệ phát tâm ân trọng tán thán cung kính bố thí cúng dường thì người đó được phúc báo lớn vô lượng vô biên nếu có thể hồi hướng cho pháp giới thì phúc này không thể ví dụ đứa bé kia do hiếu kỳ mà đến cổng giảng đường nghe mấy câu phật pháp có thể bé chẳng hiểu rõ nghĩa lý nhưng trong nhiều đời sau từ đó đến nay nhân duyên chính mùi bé cung những thành đệ tử phật mà còn rất giàu có chính là anh đấy phải biết vì tỳ kheo được bé tặng nửa cái bánh lót dạ lúc đói lòng nhờ vậy mà vững tâm nghe pháp phật được khai ngộ và chứng quả nhân đây mà có duyên với anh biết đâu chừng đời này cũng đến tụ hội hoặc cùng anh gặp gỡ chung sức hoàng dương phật pháp chỉ cần anh không ngừng tu tinh tấn chịu khó tham thiền tỉnh tọa sẽ có ngày anh hiểu rõ hết còn những người làm ăn mà sự nghiệp không thành công đa phần do đời trước hoặc đời này họ không chịu bố thí hoặc đã từng tạo nhiều chướng ngại khác muốn chuyển biến vận mệnh thì phải biết cách bố thí làm nhiều việc từ thiện ích quốc lợi dân và nhất là không nên sát đạo dâm vọng thực hành trì chí bình tâm thì có ngày sự nghiệp sẽ thành những người giàu sang, mà sau đó tiền tài bị tán thất, đa số là tại họ tiêu tiền tạo nghiệp mà ra. Chẳng hạn như, tạo nghiệp tà dâm hừng thịnh, chỉ muốn ăn ngon sướng miệng mà tạo lắm sát nghiệp. Hoặc là, họ kiếm tiền bất chánh, chỉ như kiếm tiền bằng cách tạo các nghiệp sát đạo dâm vọng một khi nhân duyên chính mùi ác báo sẽ hiện tiền cho nên những ai làm an sinh sống theo nghiệp tà thì nên sớm chuyển nghề phải gìn giữ thân khẩu ý sửa đổi hành vi xấu sám hối tội lỗi bỏ ác hành thiện thì sẽ thay đổi được ác báo dị lai tiếp theo là câu chuyện thứ hai cũng liên quan đến con đường làm giàu diễm tuyết lần đầu tôi gặp diễm tuyết trong pháp hội thủy lục tổ chức tại chùa lúc đó cô đứng sau lưng tôi do người đông tôi bị chen lấn xô va vào diễm tuyết sau đó khi biết cô có thai đã mấy tháng tôi liền tìm chỗ cho cô ngồi nghỉ xong buổi lễ Diệm Tuyết đối với tôi cực kỳ tin tưởng. Cô buồn rầu kể cho tôi nghe chuyện gia đình mình. Diệm Tuyết nói rằng, mình 28 tuổi, kết hôn đã 2 năm. Hồi mới cưới, anh Trương chồng cô rất quan tâm yêu thương vợ, lăng xăng chăm sóc đủ điều, khiến Diệm Tuyết vô cùng vui sướng, dệt đầy mộng đẹp về tương lai. Nhưng tiếc thay, hạnh phúc thường không kéo dài chẳng bao lâu mái ấm êm đềm này đã bị sự xuất hiện của người thứ ba là dịp tiểu thư phá vỡ mới đầu anh trương chỉ lén lăng nhăng qua điện thoại dù có tình cờ đọc phải tin nhắn của cô dịp diễm tuyết vẫn ngây thơ chưa phát hiện ra nhưng sau đó thấy chồng đi làm hay la cà ở ngoài đêm cũng không về ngủ lòng diễm tuyết rất bất an nhưng cô vẫn đinh đinh là có lẽ do chồng mình quá bận việc nên không sẵn để quan tâm đến mình. Cô không dám nghĩ đến điều rủi ro, bởi lúc này cô đã có tai. Một ngày mùa đông, cô tình cờ phát hiện mối giao du bất thường giữa chồng mình và tiểu thư dịp. Bao hy vọng của Diễm Tuyết ngay đây tan vỡ. Sự thật còn phú phàng hơn khi chồng cô ngang nhiên thừa nhận tình yêu dành cho cô họ Diệp đó. Còn nói là họ đã sống chung với nhau. Đối diện với sự phản bội của chồng, Diệm Tuyết cực kỳ thất vọng, tim như bị xé nát, phẫn nộ đến tận cùng. Thế là cuộc gây cãi nổ ra, nhưng hai bên chưa nhắc gì đến ly hôn. Diệm Tuyết thống khổ trăm chiều, muốn tâm được an ổn giải thoát, Cô bèn tìm đến Phật Pháp và siêng đang tham dự các lễ hội trong chùa. Cô hy vọng nhờ Phật lực gia trì giúp cô vơi bớt niềm đau. Nhìn Diễm Tuyết thân đang mang thai, nghẹn ngào kể lễ, khóc không thành tiếng, trong lòng tôi đầy thương xót cảm thông. Tôi nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của cô, không ngừng vỗ về an ủi. Thật ra, nguyên nhân thống khổ này bắt nguồn từ câu chuyện kiếp trước do chính cô tạo ra. Vào niên đại năm 1930, trong giới quý tộc giàu sang ưa ăn chơi tại Thượng Hải, có một nhà kinh doanh trẻ tuổi họ Kỳ rất nổi tiếng. Trong một buổi dạ yến, anh Kỳ quen cô vợ của một đại gia họ Trần, hiền thục, quý phái. Tuy Kỳ đã có vợ con đùm đề, nhưng nét mỹ miều của trần phu nhân đã khiến cho trái tim anh rung động đắm say thế là họ kỳ nghĩ cách phải chinh phục giai nhân cho bằng được do vậy mà cứ năm ba hôm anh lại đến trần gia biếu tặng nhiều trang sức đắt giá cuối cùng trần phu nhân trẻ tuổi cũng bị cưa đổ và ngã vào vòng tay họ kỳ khi ông trần hay được chuyện này đất trời như sụp dưới chân vì danh dự gia tộc nên ông ráng nén giận Dẫn nhịn nuốt hết cay đắng vào lòng kể từ đó trở đi ông trần chỉ biết mượn rượu giải sầu suốt ngày say sưa tự cam đọa lạc vì vậy mà gia nghiệp mau chóng rùi tàn lụng bại phận anh kỳ và bà trần do tính khí không hợp nên thường xuyên bớt quà cuối cùng họ cũng chia tay cả hai gia đình đều lâm vào cảnh thê ly tử tán kết thúc trong bi thảm an kỳ hào hoa bay bướm chiếp xưa giờ chính là diễn tuyết còn trần phu nhân chuyển sinh thành anh trương chồng diễn tuyết thì giờ riêng trần tiên sinh người chồng đau khổ bị phụ tình này chính là cô diệp giờ đang xuất hiện trong vai người thứ ba xen vào phá tan mái ấm của diễm tuyết tả lại nỗi đau bị đoạt người phối gẫu trong kiếp xa xưa lại cho địch thủ. Đời này, mối quan hệ vận hành theo luật nhân quả trả vay đã khiến ba người gặp lại nhau. Khác chăng là giới tính đã thay đổi, nhưng do những ác nghiệp đã tạo thuở xa xưa mà người trong cuộc phải nếm lại mùi vị thống khổ từ bi kịch hôn nhân này. Tôi bảo Diễm Tuyết, bạn đừng nên khởi tâm hận quán chồng nữa. Bởi trong quá khứ, bạn từng đoạt vợ người nên kiếp này mới nếm cạnh phụ phàng bị người giật lại đã bước vào đường học phật thì phải tin sâu vào nhân quả bạn nên sám hối tội nghiệp đã tạo kiếp trước của mình hãy tụng 49 bộ kinh địa tạng hồi hướng cho chồng và cô dịp để chuộc lỗi xa xưa nếu bạn chịu thành tâm sám hối tụng kinh ăn chay phóng sinh thì tương lai đời bạn sẽ hạnh phúc diễm tuyết mắt đầy lệ mỉm cười gật gật đầu. Sau này, khi gặp lại Diễm Tuyết, tôi giận không ra, vì trong cô trẻ đi rất nhiều, mặt bày hồng hào, cười rạng rỡ, rất dễ dàng nhận thấy cô đã đạt được giải thoát an vui nhờ vào Pháp Phật. Bà Hàng Trứng Ráng Một buổi chiều năm 1993, có người nhấn chuông cổng. Tôi ra mở cửa thì gặp một phụ nữ độ ngoài 50. Phía sau bà còn hai cô con gái khoảng hai mươi mấy tuổi đang khi một bao gạo to. Tôi hỏi bà: "Bà tìm ai?" Bà nói: "Bà tìm tôi." Nhưng tôi không quen bà, mà bà đối với tôi ra vẻ rất quen. Bà ngoái đầu kêu con gái vào nhà. "Không đợi tôi mời." Bà tự đóng cổng Rồi tiến vào phòng khách Sau đó Bảo hai con thả bao gạo xuống Để cùng theo bà bái Phật Họ lễ xong Tôi vẫn chưa nhận ra bà là ai Bà cười nói <cười> Một năm trước Tôi có tới nhà Tôn Huynh Tôi là bà hàng trứng ráng nè Tôi nghe qua Thì sực nhớ Liền nói à <laughs> tôi xin lỗi tôi nhất thời không nhận ra xin mời ngồi đừng bà đã đỡ chưa dạ khỏe rồi hôm nay tôi cho hai con khiên bao gạo này đến để cảm tạ tôi biết tôn huynh xưa nay không có nhận quà nhưng mà hôm nay tôn huynh nhất định phải nhận bao gạo này vì nhờ tôn huynh và vị sư phụ kia mà tôi mới sống còn đến ngày hôm nay nghe bà nói Dòng tư tưởng tôi trôi về quá khứ. Năm ngoái, một cư sĩ quen đã dẫn bà tới nhà tôi. Chồng bà bị chứng thoát đĩa đệm cột sống. Phải nằm trên giường 6 năm. Tuy bà ân cần chăm sóc, nhưng cuối cùng ông vẫn không thể đứng dậy và đã qua đời nửa năm trước. Ngờ đâu bà cũng mắc chứng bệnh giống vậy nghĩ đến chồng mình bị bệnh hành tiêu tốn rất nhiều tiền mà không giữ được mạng bà nghĩ thầm chi bằng mình chết sớm còn tốt hơn khỏi làm lụy tới hai con vì vậy mà bà không thèm đi khám bệnh cũng chẳng uống thuốc chi con gái biết được ý mẹ vạn phần lo lắng bèn đến chùa quan âm cầu phật gia hộ May gặp một cư sĩ tốt bụng Trước đây Ông là láng giềng của họ Sau khi biết chuyện rồi Ông rất cảm thông Sáng dịp Nghe tin Hòa Thượng Diệu Pháp vừa đến nhà tôi Ông bèn dắt bà tới Cầu sư phụ Chỉ cho con đường sống Hòa Thượng Lắng nghe bà kể rõ bệnh tình rồi Liền hỏi Nghề bà mưu sinh Có liên hệ đến trứng gà không? Bà có vẻ kinh ngạc Nói con sống bằng nghề à? Bán bánh trứng rán, một ngày tối đa tráng mười mấy cân trứng. Có phải vụ này liên hệ tới bệnh của con không? Bà làm như vậy, không phải để kiếm tiền sao? Dạ, con nương và sức lao động chân chính để kiếm tiền. Mong ngài chỉ dùng nguyên nhân bị bệnh. Bà đừng trách tôi nói thẳng nhé. Một cân khoảng 11-12 trứng gà. Bà tính mỗi cân chỉ có bảy tám trứng còn bán trứng gà nhỏ cao bằng giá trứng gà lớn và kiếm lời trong chỗ cân thiếu này có phải như vậy không bà đáp dạ ai cũng làm vậy để kiếm chút tiền mà trên thực tế đâu phải là khách không có biết nhưng mà lúc mua chẳng có ai để tâm so đo nói theo phật pháp thì bà làm như vậy là tham, là lừa dối. Bà bán hàng cân thiếu vì mong có thêm chút tiền. Nhưng giọt nước lâu ngày xuyên thủng đá, tích ác nhỏ sẽ thành họa lớn, đây là nguyên nhân căn bệnh của bà. Vậy chồng tôi không có liên can việc này, vì sao cũng bệnh giống vậy? Sư phụ nhẫn nại giải thích: bị giống một chứng bệnh không có nghĩa là đồng một nguyên nhân. Ví như bệnh cảm sốt, đa số các chứng viêm thường bắt đầu từ bệnh sốt cả. Có thể bà sẽ hỏi, phải chăng ai bán bánh trứng rán cũng mắc bệnh này? Đây không nhất định. Mỗi người từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, nhân quả chồng chéo phức tạp, chẳng ai giống nhau. Đọc báo chúng ta thấy mô tả tai nạn xe cũng đồng một tai nạn nhưng kẻ thì chết thảm có người bị văng ra xa mấy mét nhưng lại bình an vô sự tưởng chết lại được sống nghĩa là có rất nhiều chuyện lạ lùng ngoài sức tưởng nhưng thực ra đây đều liên quan đến đức hạnh của mỗi người những người sống thiện dù gặp nạn dữ rất dễ hóa lành hay biến nguy thành an chuyện làm ăn buôn bán kiếm tiền là thường tình là thiên kinh địa nghĩa cổ nhân nói quân tử yêu tài thủ chi hữu đạo nghĩa là dù ưa tiền song kiếm tiền cũng phải có đạo đức bà đã cân thiếu hai lượng dùng hành vi giả dối này làm phương pháp phát tài là không có đạo đức hơn nữa việc này đồng nghĩa giới dưỡng hổ di họa hiện giờ số tiền lớn nhờ cân thiếu mà kiếm được trong tương lai bà sẽ phải đổ vào chi phí thuốc men hết mà không đủ nữa tôi giải thích như vậy bà có tiếp thu được không dạ thưa sư phụ con rõ rồi sau này sẽ không tham tài lừa khách hàng nữa hòa thượng bảo bà thỉnh tôn thượng phật về thờ mỗi ngày lễ bái sám hối bởi bà không biết chữ nên hòa thượng dạy bà khi lạy phật cứ niệm nam mô quan thế âm bồ tát và phải phóng sinh thì bệnh bà có thể lành lúc ra về bà cảm thấy lưng khỏe hơn rất nhiều nên càng tăng thêm tính tâm đối với phật pháp thật không ngờ hơn một năm thì bình của bà lành còn đến đây đáp tạ nữa bà thấy tôi không chịu nhận bao gạo kích động nói sau khi uh, tôi từ nhà tôn huynh ra về ngày nào cũng nghĩ đến những việc làm thất đức của mình lòng ăn năn khôn xiết hôm sau tôi vội đi thỉnh tượng quan âm về thờ hàng ngày thắp hương lễ bái một ngày lễ tối đa ba trăm lại lưng tôi chẳng những không đau mà ngày càng khỏe lên. nhưng có một hôm đột nhiên lưng tôi đau kịch liệt, đau tôi đứng không nổi. các con khuyên tôi nên đi bệnh viện. tôi nói bệnh viện nếu chữa được á thì ba của tụi bay đã không có chết. sư phụ kia nói đúng, má tin ông ta. thực ra dù bệnh lành hay không tôi cũng tin. ai bảo tôi phạm tội buôn bán gian xảo làm chi? Đào đớn hành tôi chẳng thể ngồi được nữa, nên đành phải nằm trên giường niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm. Tôi niệm kiên trì như vậy cả tháng. Một đêm nọ, tôi nằm mộng, thấy Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện trước mặt mình. Tôi vội khấn đầu làm lễ. Bồ Tát hỏi: "Con ngày ngày niệm danh ta là muốn cầu điều gì?" "Con do tham tài, mà lưng đau bị thoát đĩa đệm cột sống xin ngài trị bệnh giúp cho con mà lành rồi thì ngài ngài luôn niệm phật lễ phật bồ tát cúi xuống đưa tay sờ và lưng tôi mỉm cười bảo ngươi vốn không có bệnh nếu bị bệnh thì làm sao có thể khấu đầu làm lễ trước ta được nói xong bồ tát biến mất Tôi mừng rỡ, niệm to danh ngài, rồi ngồi bọt dậy trên giường. Hai con gái tôi bị tiếng của tôi đánh thức, vội chạy tới bên giường an ủi. Đột nhiên, chúng kinh ngạc, vui mừng reo lên. Trời ơi, con mừng quá, má ngồi dậy được rồi nè, má! Lúc này tôi mới phát hiện, mình đã tự ngồi dậy được. Hồi tưởng lại tình cảnh trong mộng, thì đột nhiên lưng tôi có cảm giác nóng ấm, hết sức dễ chịu thư thái. Lúc này mới biết là bệnh mình lành rồi. Lòng quá cảm động, lệ tuôn không cầm được. Tôi kể lại cho hai con nghe chuyện giấc mộng. Chúng chưa có tin lắm. Tôi bảo hai con đỡ mình dậy. Chúng dìu tôi đi thử mấy bước. Lưng tôi không có đau chút nào hết á. Chỉ có hai giò là còn hơi yếu. Tôi hiểu đây là tại mình nằm mãi ở trên giường hơn cả tháng. Vậy là ba mẹ con chúng tôi mừng rỡ đến không ngủ được. Bệnh lành hẳn hoàn toàn. Lòng tôi tràn đầy niềm tri ân quan thế âm. Đồng thời cũng nhớ đến ông xã. Giờ đã thành nắm tro xương. Nếu như ông gặp Phật Pháp, chẳng phải là đã được cứu rồi hay sao? Vậy là tôi đã quyết định về quê, ra thăm mộ ông khoe là tôi đã từ cõi chết mà sống được thăm mộ xong bà con thân thích mời tôi ghé chơi mấy ngày tôi bằng lòng trong thời gian ở quê á thấy người ta gặt còn sót bông lúa rất nhiều tôi hỏi người trong thôn lúa còn sót dữ quá sao không ai mót hết vậy họ mới trả lời là bây giờ ở nhà ai cũng sung túc khá giả nên chẳng thèm phơi đầu dưới nắng, mót lúa làm gì nữa. Tôi bèn hỏi, vậy chứ tôi mót có được không? Họ mới nói, có gì mà không được, vài ngày sau á rơm rạ đều bị thiêu trụi hết thôi. Ngừng một lúc, bà nói tiếp, tôi thấy lúa còn sót quá nhiều, mà bị đem đi đốt hết thì rất là uổng. Bèn bỏ ra một tuần để mót lúa. Mót cũng được à, bốn ôm to đùng đem xây ra thành 98 kg gạo. Hôm nay tôi chở tới cho Tôn huynh 50 kg. Đây chẳng phải là lễ vật gì đâu mà muốn để Tôn huynh biết là lưng tôi thật sự là lành rồi, nên mới có thể khom lâu như vậy để mót ra ngần ấy gạo đó chứ. Xem như Phật Bồ Tát đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai, tôi thường nhờ con gái giúp tôi tụng kinh Bồ Tát Quan Thế Âm phổ môn phẩm hồi hướng phúc cho chúng sinh kính tặng tôn huynh bao gạo này để cùng chia vui với chúng tôi tôi mỉm cười bảo tôi không dám thu lễ của bà đâu hãy đem đến chùa cúng dường cười xuất gia đi vì các vị ấy mới là đại diện phật tại nhân gian hơn nữa hòa thượng diệu pháp cũng là người xuất gia đó nghe tôi thuyết phục hồi lâu bà mới hoan hỉ đem gạo đến chùa biếu chùa biếu chùa con đường làm giàu người ta ai cũng ưa phát tài có người biết nắm lấy cơ hội nên tâm muốn sự thành có người tùy khả năng mà vươn lên theo thời nỗ lực phấn đấu dốc hết cả đời cuối cùng cũng thành tựu có người dù tích lũy lắm tiền của tuy được tài phú nhưng không bền lâu vì sai lầm một chút mà ôm hận thiên thu. Hơn 10 năm nay, tôi theo hầu hòa thượng diệu pháp, chứng kiến nhiều người đến thỉnh giáo ngài vấn đề này. Vì vậy, tôi tuyển chọn hai câu chuyện có thực, tiêu biểu, chia sẻ cho độc giả nghe. Như đã thuật, trong quyển Báo ứng hiện đời tập 1, nơi mục Pháp ngữ của Hòa Thượng, có cư sĩ hỏi, làm sao để tụ nhiều tiền tài nhằm giúp kiến thiết đạo tràng. Hòa thượng đã dạy, tiền tài như củi, tụ nhiều vô ích, chỉ cần cho một mồi lửa là chiêu hòa đốt thân, củi dễ tìm, cần thì lượm nhặt, nhưng không nên tham, vì tiềm ẩn họa ở trong. Thật ra, câu chuyện này còn nửa phần sau chưa kể hết, vì sao cư sĩ này thỉnh giáo muốn tụ nhiều tiền tài để xây cất chùa? Bởi ông là một người giàu có sự nghiệp cực kỳ thành công. Mời quý vị xem câu chuyện dưới đây. Tổ kiến và nhà ở Có hai vợ chồng dắt hai đứa con trai khoảng mười mấy tuổi đến xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp để thỉnh giáo. Bọn họ ba năm trước từ Đài Loan ra nước ngoài định cư. Trước tiên, họ tạm thuê một phòng để trú ngụ và dự tính là sau này sẽ chọn mua một biệt thự thích hợp để ở. Nhưng việc mua nhà khó thành là do cả nhà bốn người ý kiến luôn bất đồng. Thế chồng ưa thì vợ không chịu, hoặc ngược lại. Hay con thích thì cha mẹ không đồng ý. Chẳng dễ gì gặp ngôi nhà cả bốn người đều hài lòng, mà tới khi cả gia đình đồng ý, thì cắt cớ là chủ nhà lại không muốn bán. Cứ thế, diễn tiếng này kéo dài ngót ba năm, cho đến nay họ vẫn chưa tìm mua được một ngôi nhà nào thích hợp. Điều này khiến cho họ suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Do hai vợ chồng rất kính tin Phật, họ đâm ra hoài nghi, nghĩ là chắc phúc báo bản thân mình không đủ, cho nên nhân dịp nghỉ phép, họ mới sang Đại Lục, lên ngũ Đại Sơn bái Phật, thỉnh cầu Hòa Thượng Diệu Pháp giải nghi cho họ. Nghe họ kể lễ, sư phụ mỉm cười, dịu dàng hỏi hai đứa con trai hai con tính tinh nghịch có ư chọc phá tổ kiến không vậy nghe sư phụ hỏi cả nhà bốn người không hẹn mà đều bật cười người mẹ nói <cười> <cười> dạ hai cháu hồi nhỏ rất ưa phá tổ kiến nói là muốn nghiên cứu cấu tạo tổ kiến còn khen trong tổ thiết kế rất là hay có cung điện cho kiến chúa có danh trại oai nghiêm cho kiến thợ, còn có rất nhiều thực phẩm kho lẫm. Dạ, hai cháu nghiên cứu chơi nghịch say mê đến quên cả ăn uống. Sư phụ nói, Hai cháu này ưa chọc phá tổ kiến, hủy đi bao ngôi nhà lũ kiến, thiên gian dạng khổ, tạo dựng nên. Còn phá hoại, làm tiêu tan số thực phẩm suốt bao năm dài lũ kiến đi khắp nơi tha về tích trữ. Việc làm của hai cháu đã khiến chúng mất chỗ an thân an nghỉ. Vì lý do đó mà ngày nay các con ở đâu cũng không yên, tìm nhà không ra. Đây chỉ mới là sơ báo. Nếu các con chẳng biết sám hối sửa lỗi thì trong tương lai dù bản thân có được nhà ở, nhà chúng con sẽ rơi vào trường hợp nhà bị quỷ hoại bất ngờ, cho dù các con giàu sang đến mấy, tương lai cũng khó thoát khỏi cảnh Có lúc phải chật chật Tìm kiếm món ăn Quay sang hai người lớn Hòa thường quở Còn hai con nữa Thân làm cha mẹ Đã quy y cửa Phật nhiều năm Vì sao có thể đứng yên nhìn Mặt tình con mình Làm việc tổn đức như thế Mà không ngăn cấm Khuyên dạy chúng Nuôi mà không dạy Là lỗi của cha mẹ các con phải biết nhân quả báo ứng như bóng theo hình. Nếu các con sớm sám hối, tạo phúc, siêng năng tụng kinh, hồi hướng công đức cho hàng ngàn, hàng vạn con kiến, đã bị các con làm tổn hại thân mạng, lẫn tài sản, thì có lẽ sẽ thay đổi được tai nạn trong dị lai. Hiểu rõ chưa? Hai vợ chồng được hòa thượng khai thị xong, xúc động, ăn năn sám hối thưa. Sư phụ, đệ tử đã biết lỗi. Mặc dù quy y nhiều năm, cứ tưởng là chúng con biết ăn chay niệm Phật, như vậy là đủ rồi. Không ngờ, chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Sau khi chúng con về, cả nhà sẽ sám hối trước Phật và tụng kinh địa tạng. Chú Đại Bi hồi hướng công đức đến cho lũ kiến. Như vậy có được không thầy? Lệnh thay, lệnh thay. Được rồi, các con lúc nào cũng phải ghi nhớ kỹ tất cả chúng sinh đều có khả năng thành phật cho nên không được xem thường loài vật không được tùy tiện làm hại chúng sinh thiên thần hộ người trì giới trong xã hội hôm nay các thiên tai nhân họa như địa chấn sóng thần thủy hỏa tai ôn dịch chiến tranh đụng xe, luôn phát sinh. Chúng ta phải làm sao để viễn ly vi tai nạn? Trong kinh quán đỉnh, Phật giảng, nếu như chúng ta quy y tam bảo, thì sẽ có 36 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Người thọ trì ngũ giới, thì mỗi giới có 5 vị hộ pháp thần vương bảo vệ. Tổng cộng có 25 vị thần. Những thần vương này lại có hàng hà sa số quyến thuộc thảy điều ủng hộ người tu. Trong Phật thuyết Tứ Thiên Vương kinh cũng ghi giống vậy. Dì Trần là một Phật tử thuần thành, năm nay 72 tuổi, mặt hồng hào sáng rỡ, tinh thần sung mãn, ai gặp cũng khen gì vừa trẻ vừa xinh, chẳng thấy nào đoán ra đó là bà già hơn 70 tuổi. Nhưng khoảng 10 năm trước, tinh thần của dì Trần khác xa hiện giờ. Lúc đó, dì là một người toàn thân đau đớn, mắc nhiều bệnh nội tạng, quanh năm phải uống thuốc vì chứng bệnh già suy. Mỗi khi đến bệnh viện, dì rất lo sợ, sợ khi kiểm tra sẽ phát hiện thêm bệnh mới, nội tâm luôn sợ chết, ngày nào cũng sống trong thấp thởm lo âu. Cho đến một ngày kia, dì đi chùa lễ Phật, thỉnh một cuốn báo ứng hiện đời, về nhà xem xong vì thoát nhiên đại ngộ, té ra trên đời này còn có Phật pháp là thuốc hay chữa lành bao chứng bệnh, không những khéo chữa trị thân tâm mà còn làm lợi ích cho chúng sinh. Từ đó, Dì Trần bắt đầu học Phật, ăn chay, sám hối nghiệp chướng, bắt đầu tụng niệm, lễ bái, in kinh, phóng sinh. Hành trình như vậy nhiều năm, thân thể gì ngày càng khỏe lại, dì tu theo pháp Phật, đến năm thứ hai thì xảy ra một việc chẳng thấy ngờ. Chiều đó, dì cùng cháu gái tản bộ nơi công viên, vừa đi đến khúc quanh, thì từ phía sau thình lình xuất hiện một người chạy xe đạp tông thẳng vào dì Trần. Kỳ quái, là xe tông vào dì rồi, thì nó dồi ngược, bắn thật mạnh ra xa ngót 10 mét, rồi ầm một tiếng. Cả xe lẫn người gây tai nạn, rơi thẳng xuống cái hồ đối diện ở phía bên trái. Đứa cháu gái hoảng hốt, vội nói, Trời ơi, gì có sao không? Bị đụng mạnh quá mà. Không, không sao hết. Dì Trần mỉm cười đáp. Có lý nào như vậy được? Con thấy rõ là xe tông gì mạnh, tới mức mà nó bật ngược, răng xuống hồ mà. Thôi, để cô đưa dì đi bệnh viện kiểm tra nha. Không sao, chẳng cần làm như vậy. Đương lúc hai dì cháu đang nói, thì người chạy xe té xuống hồ đã bò lên được bờ. Y nổ khí xuân thiên lao tới, dù còn ở đằng xa, Y đã hấp tấp, chỉ vào mặt dì Trần quát. Trời ơi, cái bà già này, lụ khụ vừa thôi, dám đụng xe vô tôi hả? Bụng chết hay gì vậy? Đám đông bu quanh, cũng giao nhau, nhau lên tiếng trách mắng người đạp trời xe ơi, ông ta Đó, đúng rồi, đúng rồi. bị la đến nỗi cứng họng hết nói đành bẽn lẽn bỏ đi tới chỗ hồ lôi cái xe lên mọi người vội khuyên dì trần trời ơi dì phải đi bệnh viện khám ngay chúng tôi thấy xe tông vào dì rất mạnh khám chút cho an tâm đề phòng rủi ro mà thế là dì trần đến bệnh viện kiểm tra kết quả ngoại trừ vùng lưng bị một chút thương tích ra còn lại đều bình thường không có bất kỳ vấn đề gì. Do vậy, người cháu ở cạnh bên cảm thấy rất lạ. Sau đó, dì Trần thuật lại cho tôi nghe. Trong khoảnh khắc bị xe đạp tông, dì có cảm giác như sau lưng mình vừa có tấm sắt trắng ngang bảo vệ. Nhờ vậy nên không có bị đau, mà cũng không kịp biết việc gì vừa xảy ra. Tôi nói, con nghĩ là nhờ dì trì giới nghiêm nhặt, lại tỉnh tiếng tu theo pháp Phật, cho nên được Bồ Tát Di Đà Hộ Pháp đến giúp vì hóa giải tai nạn. Đã hiện ra tấm sắt cản xe đạp lại, tránh cho gì không bị thương đó. Quy lực Phật Pháp, quả không thể chỉ tưởng. Người trì giới chuẩn bực, trong lúc nguy ách, sẽ được báo nặng, lãnh nhẹ gặp dữ, hóa lành. Giải thích thêm, vì sao có người tin tấn tu học Phật, mà vẫn bị tai nạn, đó là vì trước khi chưa học Phật, đời này, kiếp này, họ đã tạo các ác nghiệp, sát, trộm, dâm, vân vân Thậm chí, những ác nghiệp tạo từ vô thị kiếp đến nay đã chín mùi nên quả báo hiện tiền. Một khi tu học Phật rồi, nếu biết nhất tâm sám hối, bỏ ác theo thiện, vĩnh viễn không phạm lại. Nếu lấy trì giới làm gốc, tinh tấn tu, liền có thể hóa giải tai nạn, hoặc tội nặng, trả nhẹ. Khi lãnh quả báo hay tai ương, phải hiểu là mình đang giải tuốt nghiệp quá khứ. Trong Kinh Kim Cang có câu, Những thiện nam tín nữ trì tụng kinh này. Nếu bị người khinh rẻ là do tội nghiệp đời trước của họ đáng phải đọa ác đạo, nhờ đời này bị khinh chê nên tội nghiệp đời trước ác được tiêu diệt thai giáo, giáo tuyệt vời lời người dịch thoạt đầu khi đọc đến tựa của câu chuyện này tôi đã rất thờ ơ không muốn dịch nhưng sau đó tôi ráng đọc thử xem tác giả muốn nói gì và câu chuyện đã khiến tôi cảm động xin được chia sẻ với bạn đọc nhất là chư phật tử tại gia những người trẻ tuổi sắp làm cha làm mẹ tiết đình là một nhạc công khi mang thai cô bắt đầu có niềm tin chân chánh đối với phật pháp nên phát tâm nghiêm trì ngũ giới tập tu theo pháp phật và quyết định giáo dục thai nhi theo phật giáo chúng ta hãy nghe tiết định thuộc lại câu chuyện giao cảm thần linh thần kỳ giữa hai mẹ con họ sau khi kết hôn vì muốn đứa con sinh ra được khỏe mạnh thông minh tôi rất chú trọng đến ẩm thực lo tập luyện chuẩn bị chu đáo đủ cách thấy trong kinh địa tạng ghi rằng chúng sinh ở cõi ta bà đời vị lai những người sắp sinh con nếu trong bảy ngày mà tụng kinh địa tạng bất khả tư nghị này và niệm danh bồ tát đủ dạng biến thì đứa con sinh ra dù nam hay nữ đời trước có ương báo cũng liền được thoát khỏi an lạc dễ nuôi thọ mệnh tăng đoạn kinh này đã ban cho tôi chỉ đạo quý báo tôi tin tưởng và cảm thấy được khích lệ rất lớn. Vì vậy, tôi quyết tâm nuôi dưỡng, đào tạo ra một đứa bé, băng thanh ngọc khiết, có tư chất thanh cao, nhất quyết hung đúc trí tuệ và phúc đức cho nó theo Phật Pháp. Tôi trong thời kỳ mới hoài thai, tôi bắt đầu, vì con tụng kinh địa tạng, do thân thể chưa quen, không thoải mái, nên tôi chỉ thành kính tụng kinh địa tạng vào 10 ngày trai. Thoạt đầu Tôi chỉ nghĩ đơn giản. Làm vậy, là giúp cho sinh mệnh bé bỏng mới tượng hình trong bụng tôi, có thể được nghe bộ kinh bất hủ của Phật Thuyết. Tôi quyết tâm vì bé, tiến hành việc thai giáo tốt đẹp nhất, theo Phật Pháp, nên lòng cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào. Niềm vui này, thật khó mà diễn tả hết được. Tôi luôn cầu chư Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, ban cho tôi một đứa con như nguyện mang thai được 4 tháng. Nhờ thiền tri thức khai thị, được người nhà tôi giúp toàn lực ủng hộ và chăm sóc. Tôi triệt để tin lời Phật, nên hoàn toàn ăn chay. Ăn chay không những giúp tôi có dinh dưỡng tốt, thanh sạch, mà cũng chẳng bị mỏi mệt khó chịu. Ngược lại, còn khiến tôi mặt mày hồng hào tươi tắn, thân tâm an vui, tinh thần thể lực sung mãn. Sau đó tôi tiến bộ hơn. Có thể vì con mỗi ngày tụng một bộ kinh địa tạng, siêng năng không lười. Tôi đối với những điều Phật nói trong kinh vẫn tin không nghi. Tôi tụng kinh âm thanh rõ ràng, ngày ngày bầu bạn cùng thai nhi đang dần lớn lên. Trong lòng sung mãn niềm an lạc hân hoan chưa từng có. Vì kinh nghiệm đang thực hành, lòng luôn mong mỏi khát khao, mau được nhìn thấy mặt con thời gian trôi qua thấm thoát. Mùa hạ đến, tỏa khí nóng oai bức khó chịu. Nhưng tôi không chút lười biếng, vẫn nỗ lực dụng công, ra sức thanh năm quả dục, nghĩa là tai chẳng nghe tiếng ác, mắt chẳng nhìn việc ác, tinh tấn không lười, luôn dùng chánh niệm hộ tâm. Mỗi ngày, tôi vì thai nhi tụng kinh, tận lực làm một người mẹ tốt đúng cách, Hôm nọ, lúc tôi tụng xong bộ kinh địa tạng, thì cảm thấy cổ họng khô đau. Liền tiến đến tủ lạnh, định lấy kem ăn giải lao. Thử công cho mình đã cực khổ tụng niệm nãy giờ. Nhưng ngay giây phút tôi mở tụ lạnh ra, đột nhiên trong đầu tôi vang lên tiếng nói Mẹ ơi, đừng ăn kem, con sẽ rất lạnh. Việc này thật bất ngờ, khiến tôi tưởng mình nghe lầm. Lòng cảm thấy rất kỳ quái, nên thầm nghĩ. Đây chắc là do ta tự nghĩ lẫn thẩn, hoặc là một dạng tự kỷ ám thị mà thôi. Vì vậy tôi không chú ý cho quyết định. Nghĩ một chút, lát nữa sẽ ăn vậy. Nghỉ ngơi xong, tôi lại đến mở tủ lạnh thật không ngờ cảm thọ lúc nãy lại xuất hiện mẹ ơi đừng ăn kem con sẽ rất lạnh câu nói này một lần nữa vang lên mãnh liệt trong óc tôi rõ ràng là thai nhi trong bụng đang dùng tâm nói chuyện với tôi và mách cho tôi biết những cảm thọ khổ vui của nó giao cảm kỳ diệu này khiến tôi hiểu sâu sắc thai nhi và tôi đang tâm tâm tương thông, tâm tâm tương tri. Kinh Địa Tạng đã giúp tôi và con liên lạc mật thiết mầu nhiệm cùng nhau. Mẹ con chúng tôi đồng hiểu nhau qua ngôn ngữ nội tâm, cùng cảm thọ, kết thành thiện duyên mẫu tử, cực kỳ thâm sâu quyền diệu trong đời này. Tôi đã từng dùng tâm thành, tâm cung kinh, tụng Phật thuyết trường thọ diệt tội hộ chứ đồng tử kinh. Trong kinh diễn tả, khi con ở trong thai nếu mẹ ăn nóng con khổ như đang ở trong cái nóng địa ngục nếu mẹ ăn lạnh con khổ như đang ở trong cái lạnh địa ngục cả ngày thống khổ vừa theo đoạn văn kia giây phút tôi và con tâm linh cảm ứng đã chứng thực giải rõ điều này khiến tôi xúc động vô cùng mãi mãi không thể quên lời phật đúng là chân ngữ thật ngữ mà đây cũng là ứng hợp với những điều trong cuốn sách thuốc Thiên Kim Phương Trong đó có nói Trong lúc mang thai Mà ăn cực nóng hay cực lạnh là cấm kỵ Từ đó vì thai nhi Bất kể thời tiết nóng bức ra sao Tôi cũng không dùng qua thức lạnh nào Cục cương sinh ra được hai tuần Theo thói quen Tôi cho bé ăn hoàng liên Một loại thuốc bắc khiến bé đi tả không ngừng. Ngắm nhìn bé ốm gầy không còn sức lực, lòng tôi nóng như lửa đốt, cực kỳ bất an. Tôi áp mặt vào dần tráng tái nhợt của con, ưu tư trăm mối, tâm rối như tơ. Thì ngay lúc đó, trong óc tôi chợt xuất hiện một câu nói. Mẹ ơi, mẹ đừng dùng trứng gà nữa. Ăn trứng gà với con rất là không tốt. Tôi bừng tỉnh ra. Chính là bé cưng đang nói với tôi. Tôi hoàn toàn ăn chay đúng theo kinh địa tạng dạy. Nhưng do để thúc sữa, chị dâu tôi đã ngày ngày làm rượu trứng gà cho tôi uống. Lần này, tôi bắt đầu thưởng thức cuộc đối thoại tâm linh thú vị cùng con. Tôi khởi ý nghĩ trong tâm. Con cưng à, Mẹ phải làm sao con mới an ổn đây?" Bé lập tức hồi đáp. "Mẹ hãy mau tụng 7 bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho an gia trái chủ của con." Không chút chậm trễ, tôi lo tụng cho xong 7 bộ kinh Địa Tạng. Sau đó tôi hỏi bé: "Mẹ đã tụng xong 7 bộ rồi, con muốn mẹ làm gì cho nữa?" Bé đáp: Bắt đầu từ nay, mỗi ngày, mẹ tụng cho con một bộ kinh để tạ nha. Tôi lại hỏi, tụng đến bao giờ mới ngưng? Bé đáp, tụng đến khi con có thể tụng kinh được thì ngừng. Vậy, bao giờ con mới có thể tụng kinh được? Bé đáp, Bảy tuổi. Tôi bỗng nhiên tỉnh ra. Từ đó, hàng ngày tôi tụng kinh không ngừng tôi tụng kinh đến hôm thứ hai thì chứng đi tả cô bé liền dứt khi tôi viết đến những dòng chữ này thì bé đã được hai tuổi rồi thân thể mạnh khỏe an lành dễ nuôi đồng thời để hoàn thành lời hứa với con tôi hàng ngày vì bé tụng một bộ kinh địa tạng bảy năm sẽ là hai ngàn năm trăm năm mươi lăm bộ kinh tôi và chồng tôi tin sâu. Bé có thể dùng nhân duyên này để quá độ chúng tôi tinh tấn tu hành. Tôi hiểu sâu như vậy là cả nhà chúng tôi cùng nhau chung sức hoàn thành đạo nghiệp. Tùy theo con, ngày càng trưởng thành, mà đạo nghiệp của chúng tôi ngày càng tinh tấn, đồng thời thiện hạnh, thiện đức của chúng tôi cũng tăng trưởng theo. Điều này đối với cả gia đình chúng tôi mà nói Quả là an vui hạnh phúc biết dường nào Tiết Đình Giải thích thêm Con và mẹ Là do nhân duyên cực sâu Mà chiêu cảm nên tình thâm Trong thời kỳ hoài thai Mẹ cùng con thực sự nương nhau Liên quan từ máu huyết Xương thịt Tinh thần Cho đến thể chất Vì thai nhi tụng kinh đại thừa Chính là thai giáo tốt nhất Tôi đã gặp nhiều người khi mang thai Tụng kinh địa tạng Lương hoàng sám hay các kinh đại thừa khác đứa con sinh ra thật là xinh đẹp thông minh mạnh khỏe an lạc dễ nuôi đây là bài văn từ thuật chân thành của một người mẹ ở tường hải lúc bà sinh ra mười lăm ngày thì tôi gặp ba người cả nhà họ và đích thân kiểm nghiệm nội dung câu chuyện này hoàn toàn có thật và rất đáng tin